Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Thì muộn nhất của buổi chiều hôm nay em mới về một chiếc xe, đó là Fortune Seater 2008, một mẫu xe phải nói khá là đẹp. Thường thường như các bác bảo là đây là một chủ từ đầu. Vâng, thực ra đây không phải là một chủ từ đầu nữa rồi. Hôm qua hai ba đời chủ rồi. Và chiếc xe này thì nói thật với các bác rằng là em mới lấy xong chưa dọn dẹp gì cả, nhưng mà cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, xe khá là sạch sẽ. Về tổng thành sơn xi bên ngoài thì em phải nằm qua và chỗ điểm như là cái tai kia đang vỡ tí này, tí ba đợt sốc rồi. Đấy là em phải làm hai điểm đấy ạ. Đấy, còn đâu tổng thành xe thì cũng khá là đẹp, chuẩn chỉ, xe đang chạy du lịch nhé coi nhá. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Và giá thì em chào bán với các bác là chỉ có hơn 100 triệu tí thôi. Nếu anh chị có sử dụng mẫu này thì cứ liên hệ cho em để em tư vấn cho anh chị ạ. Và mẫu xe phải nói là các bác về chạy công nhân hay là chạy hợp đồng du lịch hoặc là chạy học sinh thì rất là tuyệt vời. Giá thì cũng khá là hợp lý cho anh chị để sử dụng mẫu xe này. Đấy, vốn khởi nghiệp chỉ có hơn 100 triệu thôi. Anh chị đã được nghe một chiếc Fortune Seater 2008 rồi. Đấy, một mẫu xe cũng phải nói là rất là cứng, xe rất là đẹp. Các bác nhìn qua là biết luôn là xe du lịch rồi, chứ không phải xe tuyến nhá. Xe du lịch từ đầu. Với dàn lốp mới cũng rất là mới, còn khoảng tầm 90% lốp nữa. Đấy, lốp khá là đẹp đây này, lốp rất là đẹp luôn nhá, lốp rất là dày. Đấy. Đấy, quay luôn cho anh chị một vòng quanh xe. Đấy, em đã đi qua một vòng quanh xe rồi. Xe phải nói là khá là đẹp, chuẩn chỉ, không có va chạm, không có tai nạn, không có đâm đụng, máy rất là êm. À, em mời tất cả anh chị vào nội thất bên trong của chiếc xe này. Xe thì bác chủ xe thì bác ấy cũng ăn chơi rất là nhiều, ví dụ như dán vân gỗ này, đấy, rồi là có màn hình này, đấy, cam hành trình này, rồi là cửa điện này, đấy, cửa điện đây ạ, em bấm cửa điện này, đấy, cửa điện thì cũng rất là êm ả, đấy, ghế thì nhìn rất là sang, có bộ áo ghế rất là đẹp, đấy, rất là đẹp chứ, bậc lên xuống thì cũng có option này. Đấy, ốp nóc hết rồi. Tay hóm cửa cũng có hết này, gương có rồi này. À, cột kính cũng ốp rồi này. Đấy, ốp này cũng dán hết rồi này. Để nói là một mẫu xe là đầu tư cũng, bác ấy đầu tư cũng khá là nhiều. Đấy. Đấy, xe thì cũng khá là đẹp, đẽ và tất cả thứ rất là ok. Về sàn thì trông như là sàn gỗ nhưng thực ra là đây là bọc cái sàn này, sàn giả gỗ. Đấy, các bạn anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Rất là ok này. Đấy, phẳng đét đẹp, nhìn rất là đẹp. Nhìn xe là biết luôn là bác ấy cũng chịu đầu tư về xe nên là xe nó được đẹp như này. Đấy. Và em mời anh chị vào cái khoang máy, em nổ máy vào, bật khoang máy lên cho anh chị xem nhá. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Fortune Seater 2008, cũng rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Thì là một bác chủ xe, bác chăm xe thì bao giờ thế, xe cũng khá là đẹp. Ốc capo này còn chưa tháo này, capo chưa tháo. Nói chung là một mẫu xe bác chủ xe, bác đầu tư cũng chăm xe cũng như là kiểu yêu xe như yêu con ấy, nên là bác ấy giữ xe cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ. Đấy, không đâm đụng, capo chưa, ốc chưa ra thì chưa đâm đụng rồi. Và đấy là rất là đẹp nhá. Em nổ máy cho anh chị xem chiếc xe này. Đúng rồi. Còn thử điều hòa xem mát không nhá. À, điều hòa rất là mát này. Điều hòa rất là mát. Và kiểm tra máy xem sao. Đây ạ, máy đây. Máy nổ rất là êm, rất là đứng máy nhá. Rất êm và rất đứng máy. Đấy. Và đây ạ, không có hơi thừa anh chị nhá. Đấy, nắp dầu này. Đấy, rất là đẹp. Và đấy là một chiếc xe về tất cả chất lượng cũng như là hình thức, và chiếc xe này nó có dư luôn,
nó dư. So với tuổi đời của nó thì chiếc xe này khá là đẹp. Đấy, em chưa làm, chưa dọn dẹp gì nhá. Đây này, chút bong cái sơn đây này. Đấy, đây này, nổ đi đây. Đây không phải mọt đâu nhá anh chị nhá, đây là bong sơn thôi. Bong sơn thôi, mai em này, cậy ra cho chị này. Không phải mọt, đấy. Thế thôi, không có mấy. Đấy, ghế kia thì đẹp hết rồi, trần chiếc ok. Đấy, anh chị mà dùng chiếc xe này thì quá là tuyệt vời rồi. Giá này cũng hợp lý. Và đặc biệt là kính lái này. Kính lái kính zin nhá. Kính zin mà là nó là kính zin này. Đấy. Đây ạ. Kính zin hết. Tất cả kính zin hết anh chị nhá. Vâng. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị một mẫu xe, đó là Ford Transit đời 2008. Một mẫu xe phải nói là khá là đẹp, khá là ok về hình thức cũng như là nội thất, từ bên ngoài cho đến bên trong là rất ok. Và máy thì rất nổ êm, không hơi thừa. Thì anh chị có nhu cầu sử dụng về dòng này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621, em Khanh ạ. Và em là ô tô Cư Kiến Khanh đây ạ. Vâng, em xin chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Chúc anh chị một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. Và ngày mai chúng ta lại bắt đầu công việc mới, gặp nhiều thành công và nhiều gặt hái trong cuộc sống hơn ạ. Chào toàn thể quý vị anh chị nhé.